Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của Đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay để chúng tôi gửi tới quý vị nội dung sau. Những bang nào có nhiều phiếu đại cử tri nhất? Kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 gần giống với năm 2016. Kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 hai kịch bản có thể xảy ra. Sau đây là chi tiết nội dung. Tổng thống Trump tuyên bố đã thắng, tố có dân lận, thì sẽ đưa vấn đề lên toàn tối cao. Tổng thống Trump đã có một cuộc họp báo vào đêm bầu cử trưa thứ tư theo giờ Việt Nam để chúc mừng cái ông cho là một chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng song song với đó, ông cũng chỉ ra việc có một nhóm người rất đáng buồn đang cố gắng gian lận cuộc bầu cử này và thề sẽ đưa vụ việc lên tòa án tối cao, theo Washington Examiner. Chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thành thật mà nói chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông Trump nói với những người ủng hộ tại phòng đông của Nhà Trắng. Đây là một trò gian lận đang hoành hành trên đất nước chúng ta. Đây là một trò gian lận bầu cử đối với cử tri Mỹ. Ông Trump nói trong bài phát biểu từ phòng đông của Nhà Trắng bắt đầu từ lúc 2 giờ 21 sáng theo giờ Mỹ là 2 giờ 21 chiều hôm nay theo giờ Việt Nam. Chỉ ra các kết quả bầu cử phi thường ban đầu ở các bang quan trọng. Ông Trump cảm ơn hàng triệu cử tri Mỹ đã ủng hộ ông, nhưng đồng thời cũng nói rằng một nhóm người rất đang buồn đang cố gắng tức đoạt quyền lợi bầu cử. Nhóm người đó, những người đã ủng hộ ông, và chúng tôi sẽ không dùng thứ cho điều này. Chúng tôi rất hào hứng ăn mừng chiến thắng, Tổng thống Trump nói. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở những bang mà trước đó chúng tôi không hy vọng sẽ thắng. Ông Trump trích dẫn bang Florida là một ví dụ. Một điều có thể thấy rõ ràng là chúng tôi đã thắng ở bang Georgia, vốn vẫn chưa được kiểm đếm hết. Họ không thể đuổi kịp chúng tôi, ông nói thêm. Trước khi phát biểu, Tổng thống đã twist. Chúng tôi đang dẫn trước với khoảng cách lớn, nhưng họ đang cố gắng ăn cắp cuộc bầu cử này. Chúng tôi sẽ không bao giờ để họ làm điều đó. Không thể bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử đã đóng lại. Tổng thống Trump đã phát biểu sau một ngày bầu cử gay cấn với kết quả bất ngờ cho thấy hy vọng về một chiến thắng vang dội của đảng Dân Chủ cho ông Biden đã tiêu tan và lật đổ kết quả từ nhiều cuộc thăm dò trước đó. Theo New York Post, cuộc đua giữa hai ông Trump và Biden vẫn chưa ngã ngũ tại khắp các bang chiến trường khu vực Trung Tây như ba bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Một số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư trong bối cảnh đại dịch đã chỉ hoãn kết quả bầu cử ở ba bang này tại bang pennsylvania tòa án tối cao của bang này cho phép các lá phiếu gửi bằng thư có thể được gửi đến các văn phòng bầu cử muộn nhất là thứ sáu tuần này để kiểm đếm ngay cả khi không có dấu biêu điện rõ ràng một cuộc chiến pháp lý dữ dội có thể xảy ra nếu bang chiến địa pennsylvania đóng vai trò quan trọng đối với kết quả bầu cử toàn quốc và kết quả là xích sao đồng thời khi các đảng viên cộng hòa cho rằng tòa án tiểu bang đã phạm sai lầm trước bầu cử tòa án tối cao hoa kỳ đã từ chối yêu cầu can thiệp Tính đến sáng sớm ngày thứ ba theo đêm ngày thứ ba giờ Việt Nam, Tổng thống Trump có vẻ sẽ chỉ để thua duy nhất một bang mà ông từng giành được chiến thắng vào năm 2016 đó là bang Arizona, theo dự đoán của Fox News. Đảng Cộng hòa nói rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố người thắng cuộc, khi hãng tin AP cho biết rằng có đến một phần năm số phiếu bầu vẫn chưa được kiểm đếm. Fox News cũng dự đoán Biden sẽ giành được một phiếu đại cử tri từ khu vực quốc hội số 1 của Nebraska mà Trump từng có được vào năm 2016 tuy nhiên tổng thống trump đã giành chiến thắng vang dội ở bang chiến địa florida và dẫn trước ở hai bang georgia và bắc carolina vào thời điểm ông phát biểu ông biden trong một bài phát biểu vào đêm bầu cử cũng đã đưa ra những dự đoán màu hồng của riêng mình trong một bài phát biểu sau nửa đêm ở nhà riêng tại wilmington delaware ông nói chúng tôi cảm thấy hài lòng về tình hình hiện tại chúng tôi thực sự cảm thấy vậy tôi ở đây để bảo với các bạn tối nay rằng chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này những bang nào có nhiều phiếu đại cử tri nhất Tổng cộng có 538 đại cử tri, mỗi bang sẽ nhận được số lượng đại cử tri nhất định vì họ có đại diện trong nghị viện. Một tiểu bang có 2 phiếu bầu cho mỗi thượng nghị sĩ và một phiếu bầu cho mỗi khu vực dân biểu của tiểu bang. Một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri để được bầu làm tổng thống. Các tiểu bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất. Một, California có số phiếu đại cử tri nhiều nhất với 55 phiếu. Hai là Texas có 38 phiếu. Ba là New York và Florida, mỗi tiểu bang có 29 phiếu. 4. Illinois và Pennsylvania mỗi bang có 20 phiếu đại cử tri. 5. Ohio có 18 phiếu đại cử tri. Các tiểu bang có ít phiếu đại cử tri nhất: 1. Alaska, Delaware, Washington, Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Vermont và Wyoming, mỗi bang có 3 phiếu đại cử tri. 2 là Hawaii, Idaho, Maine, New Hampshire và Rhode Island mỗi nơi có 4 phiếu. 3, Nebraska, New Mexico và West Virginia mỗi nơi có 5 phiếu. 4, Arkansas, Iowa, Kansas, Mississippi, Nevada và Utah mỗi bang có 6 phiếu. 5, Connecticut, Oklahoma và Oregon mỗi nơi có 7 phiếu. Kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 gần giống với năm 2016. Trang The Epoch Times cho biết Kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 đang đi theo một quỹ đạo gần giống với kết quả của năm 2016 vào cuối ngày thứ 3, ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ. Kết quả sơ bộ tính đến nửa đêm qua theo thống kê của The Associated Press cho thấy tổng thống Donald Trump đã thắng ở bang Idaho, Utah, Wyoming, North Dakota, Nam Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, West Virginia và South Carolina, những bang mà ông Trump đã thắng vào năm 2016. Ông Trump đang dẫn đầu ở Montana, Texas, Ohio, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia và Florida, những bang mà ông đã giành chiến thắng trước Hillary Clinton vào năm 2016. Trong khi đó, ứng viên đảng dân chủ Joe Biden đã thắng ở Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Illinois, Virginia, New York, Westmount, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Delaware và Maryland. Đây là những bang mà Hillary Clinton đã giành được vào năm 2016. Ông Biden vẫn dẫn đầu ở Minnesota và Maine, cả hai bang mà Clinton đã thắng 4 năm trước. Ông cũng dẫn đầu ở Arizona vào cuối ngày thứ ba, một bang mà Tổng thống Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016. Tính đến 0 giờ 15 phút sáng ngày thứ tư, ngày 4 tháng 11 theo giờ Mỹ. Ông Trump đang dẫn đầu ở Iowa và Virginia, chưa có kết quả ở Alaska, Nevada và Hawaii. Các ứng cử viên tổng thống cần 270 phiếu đại cử tri để giành được nhà trắng. Ông Biden đang dẫn trước tổng thống Trump vào cuối ngày thứ ba. Kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 hai kịch bản có thể xảy ra. Thông thường người chiến thắng sẽ được công bố vào đêm ngày bầu cử chính thức, nhưng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có thể sẽ phải đợi một tuần sau ngày bầu cử chính thức. Dù là khi nào thì kết quả có thể là một trong hai kịch bản sau. Kịch bản 1, ông Biden chiến thắng dễ dàng. Nếu kết quả của bầu cử giống như kịch bản này, có nghĩa là thông tin về các cuộc thăm dò đúng và ông Joe Biden giành được chiến thắng dễ dàng vào đêm ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ. Các cuộc thăm dò quốc gia và các cuộc thăm dò của tiểu bang quan trọng đã cho kết quả thống nhất một cách khó tin. Kết quả của các cuộc thăm dò này đều cho thấy ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden có lợi thế dẫn đầu cách biệt trên toàn quốc và dẫn trước với khoảng cách hẹp hơn tại các tiểu bang quan trọng như Florida, Arizona và North Carolina với khoảng cách tương tự ở các bang phía Bắc là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Theo thông tin trên trang blog FiveThirtyEight, nơi luôn cập nhật các cuộc thăm dò chính về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, khoảng cách của cuộc đua vào Nhà Trắng thu hẹp xuống mức 0,1%. Thông thường, sai số của các cuộc thăm dò là cộng trừ 3%, với sai số là 0,1% trong vài tuần, một tỷ lệ rất thấp. Nếu ông Joe Biden thắng vào tối ngày 3 tháng 11 thì không có gì phải ngạc nhiên. Kịch bản 2. Chiến thắng gây sốc của Tổng thống Trump Giống như năm 2016, các cuộc thăm dò cho kết quả sai và Tổng thống Donald Trump đã tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, chìa khóa thành công của ông Trump chính là Pennsylvania và Florida. Kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên có khoảng cách sát nút ở Florida. Vào năm 2016, ông Trump đã chiến thắng ở bang Florida. Và vào năm 2020, ông Trump làm tốt hơn nhiều với cộng đồng người Latin. Tương tự như vậy, ở tiểu bang Pennsylvania, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở bang này vào lần tranh cử trước. Dường như trong lần tái tranh cử này, ông không chỉ nắm chắc trong tay số cử tri ủng hộ ông vào năm 2016, mà thu hút được những người khác. Các cử tri thuộc từ tầng lớp lao động da trắng có thể chính là những người giúp ông Tổng thống Trump vượt qua mức chiến thắng. Ở các bang như Florida, Ohio, Tennessee, Pennsylvania, North Carolina và Georgia, Virginia, rất dễ nhận ra rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump không chỉ là ưa thích mà dường như họ tôn thờ vị Tổng thống thứ 45 này về những cuộc vận động tranh cử của tổng thống trump nhiều thành viên đảng dân chủ chỉ trích rằng ông trump vô trách nhiệm khi tập trung hàng nghìn người mà không tuân thủ giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch virus corona vũ hán tuy nhiên có một tính toán thông minh trong việc này đó là loại bỏ rào cản đối với việc bỏ phiếu của hàng ngàn người để tham dự các sự kiện vận động tranh cử người tham gia phải đăng ký trực tuyến sau đó là việc họ có đăng ký bầu cử hay không và nếu họ không đăng ký thì có thể được hỗ trợ để đăng ký giúp kết quả của việc này là hàng nghìn và hàng nghìn người đã đăng ký bỏ phiếu đây là một điều rất quan trọng trong một cuộc bỏ phiếu chặt chẽ. Về phía ông Joe Biden, có vẻ như ông không phải là một nhà vận động chiến dịch truyền cảm hứng. Cựu phó tổng thống Joe Biden dường như trái ngược hẳn với vẻ sôi nổi và mạnh mẽ của tổng thống Trump, mặc dù hai ứng viên chỉ chênh lệch nhau 3 tuổi. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.